Xin chào tái ngộ thính giả của chương trình giáo sư Dương Đại Hải. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi nói về cái sản phẩm mà nhiều người thì người ta thường nói ai đau khổ gì bệnh trĩ. Cái sản phẩm Hemomax số 17 là tuyệt vời lắm quý vị. Nó tuyệt vời lắm, ai mà bị mà lỡ mà đi đại tiện mà ra máu nó mới bị quan trọng nhất, chúng ta nên đi gặp người chuyên môn để họ coi coi cái đi máu nó từ đâu mà ra, từ ruột, từ bao tử hay từ trĩ. Nếu từ trĩ thường thường nó ra màu đỏ tươi, thường thường vậy quý vị nhé. Nhưng mà for sure chúng ta nên đi gặp người chuyên môn để họ xác định cho chúng ta. Nếu quý vị biết quý vị bị trĩ, tôi tin chắc rằng cái Hemomax số 17 này nó đi nó cầu ra máu chừng hai chai đầu tiên, thường thường nhưng mà thường thường một chai thôi là thấy kết quả. Nhưng mà tôi nói hai chai là quý vị thấy kết quả nó thuyên giảm rõ ràng. Có nhiều người nói hai chai tôi thấy không còn nữa, nhưng mà tôi chỉ nói là nó thuyên giảm, chỉ nói như thôi để cho nó an toàn cho tôi, là tôi nói nó không có sai. Nhưng quý vị thử dùng, quý vị biết liền. Nếu mà nó xa xuống thì quý vị biết nó bị yếu do cái trung khí, đồng nguyên tôi do cái trung khí nó yếu này, khi nó xa xuống thì cái tỳ khí yếu nó xa, tôi nói theo đồng nguyên quý vị nha. Thì tất cả những gì mà dưới cái rốn quý vị thấy các bác gái lớn tuổi nó thung thốn, nó trì trì, nó tức tức đó. Thì dùng cái số này, tác dụng của cái nó là trung khí nó suy nên cái tạng ở dưới cái rốn nó xa xuống, khi uống nó mạnh nó rút trở lại, rút lại vị trí cũ. Đông y là vậy quý vị, nhưng mà rất tuyệt vời. Nó là dược thảo nhưng mà kết quả nó tuyệt vời lắm quý vị. Những gì tôi nói ra đây tôi chịu trách nhiệm, lời nói của tôi là có nghĩa là không có kết quả tôi không lấy tiền quý vị là vậy đó. Nên quảng cáo là cũng là phụ thôi, cái chính là cái sự guarantee bảo đảm của tôi đó quý vị, không có kết quả tôi trả tiền. Nhưng mà đừng bao giờ nói tôi dùng 10 chai 15 chai không có kết quả, tôi sẽ không giải quyết cho quý vị. Và những gì tôi làm tôi biết nó quốc là tôi biết, nên một hai chai đầu tiên đã bị thấy kết quả. Nhưng mà khi mà nó xa xuống ba bốn chai là thấy nó kết quả rồi, thấy cái thiên giảm rõ ràng quý vị. Đó là trị số 17 quý vị. Và một chai nữa là ai ngủ mắt, những người lớn tuổi thường thường hay bị chị nó mắt sống, hay là có những cái lưỡi câu trước mắt, hay có vật lạ nó qua nó lại trước mắt, thấy những gì là lạ trước mắt, hay là con mắt nó có vấn đề bị đỏ hay nó bị cái gì nó cũng có mắt quý vị. Vì thử dùng cái Eye Tonic còn một hai chai tôi không dám nói, nhưng khoảng cần 2 cho đến 4 chai liên tục vì sẽ thấy nó thuyên giảm, nhất là trẻ nó mất sống vì sẽ thấy nó bớt rất là nhiều, thuyên giảm rất là nhiều. Những cái lưỡi câu cũng cỡ đó cũng thấy kết quả được rồi, có nghĩa là vì thấy nó bớt nhiều lắm quý vị nha. Cái vấn đề mắt, tất cả một cái về mắt chúng ta có thể dùng chai số 18 Eye Tonic là quý vị sẽ thấy kết quả trong vòng 32 từ 2 đến 4 chai đầu tiên. Quý vị, chạy nó mắt sống khó lắm quý vị. Chính tôi hồi xưa tôi bị chạy nó mắt sống. Tôi đã từng mua nhỏ mắt, nhỏ nó hết 15 phút, trở đi trở lại hoài, tôi nhỏ hai chai, sau tôi không làm nhỏ nữa. Tôi uống cái này, nó hết tới bây giờ 7-8 năm nay. Mà tôi uống phải như người ta nó uống. Bây giờ 2-3 chai nó quất, tôi uống tôi còn cái chục chai liên tục để cho nó khỏe lâu dài cho chúng tôi. Và một cái nữa là cái số 5. Nay mai nó có cái label mới, không phải label này đâu quý vị nha. Hay quý vị mai mốt có mua label nó màu đỏ, nó là chữ Blood Tonic. Cái trang trang gọi là từng có nó 3 lần, mai mốt là Blood Tonic, label label cũng gần hết rồi, label mới sẽ là Blood Tonic số 5. Nó cùng cùng một số những cái màu nó khác. Tình trạng hay bị xây sẩm chóng mặt, ăn không được ngủ không được, nhiều người bị lắm, mà ở bên Việt Nam gọi là rối loạn tuyến tiền đình. Bên Việt Nam bị nhiều lắm quý vị ơi, cái xây sẩm chóng mặt vô bệnh viện nằm truyền nước biển, truyền thuốc khỏe gì đó, tốn đâu 1-2 triệu Việt Nam, tôi không biết, nghe nói vậy thôi. Rồi 1-2 tháng sau là tiếp tục như thế, bởi cái gốc của nó là thiếu máu, nó bung lên não, còn thiếu khí huyết chứ không không nói thiếu máu, thiếu khí huyết bung lên não không được, nó làm hay xây sẩm chóng mặt cứ thế mà làm để dành tiền vô bệnh viện nuôi bác sĩ, nuôi bệnh viện quý vị nha. Theo khi tôi có người thân Việt Nam bị như thế, tôi gửi về 5 chai, tới bây giờ 7-8 năm nay hỏi sao hết đi bệnh viện nè, không ưa bệnh viện nữa, đại khái như thế, tốn tiền quá. Ở đây quý vị nếu xây sẩm chóng mặt, nhức đầu, ăn không ngon ngủ không được, quý vị tới dùng 1-2 chai đầu tiên quý vị thấy tiền giảm rõ ràng như thế. Vì khi nó đầy đủ khí huyết của người tự nhiên nó khỏe, đông y là vậy quý vị. Hay là những em mà kinh nguyệt hay rối loạn, nó trễ và nó hay đau bụng ầm ĩ quý vị nha, uống cái này nó sẽ bình thường lại. Mà đau bụng ầm ĩ, đau bụng mà đau quằn quại mà tốt hồi tráng, thì uống cái chai số 1 hay là tầm 1 rất tuyệt vời. Như tôi nói những số trước, đau bụng ầm ĩ các cháu có, quý vị nhớ mua cho các cháu uống cho nó không tin đâu, nó cái gì cũng vậy, nó không tin bạc cái này. Nhưng mà người lớn mua khi nói nó là không kết quả, người ta không lấy tiền con, nó đừng có lo. Xây sẩm chóng mặt, nhức đầu, ăn không được ngủ không được, chai số 5 quý vị nha. Mọi thắc mắc quý vị cứ liên lạc với tôi trên màn ảnh,
Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn quý vị vào kỳ tới.